Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cấp về phòng chống bão số 1, địa phương đã tạm dừng hoạt động tham quan du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà từ 12 giờ ngày 17 tháng 7, triển khai các tổ công tác thông báo tới chủ các phương tiện tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn. Đồng thời, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu, tình huống phát sinh. Theo huyện Cát Hải, tính đến chiều ngày 17 tháng 7, có 690 phương tiện tàu thuyền với hơn 2.000 lao động tránh trú bão trên địa bàn huyện, 646 phương tiện tàu thuyền khai thác và dịch vụ thủy sản, phương tiện vận tải khách và du lịch đã được sắp xếp neo đậu tại các vị trí an toàn. Huyện Cát Hải cũng triển khai phương án 4 tại chỗ, 100% nhân sự các đơn vị quân đội, công an, các phòng ban chuyên môn, xã địa bàn ứng trực. Địa phương cũng chuẩn bị các vật liệu cát, đá, dây thừng, cọc tre, áo phao, 30 ô tô, 33 xuồng máy và nhiều máy xúc ủi, xe cứu thương, sẵn sàng các phương án ứng phó cơn bão Talim. Tại khu vực bến bèo, các khu điểm du lịch gần bờ cũng được vận động di rời tài sản, gia cố nhà cửa, nhà hàng nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ. Cũng theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày 17 tháng 7, tại các khách sạn ở trung tâm thị trấn Cát Bà, nhiều du khách đặt phòng trước đã nhanh chóng check-in, tranh thủ ra các bãi tắm, bờ biển vui chơi trên bờ trước khi bão về.